Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Buổi trưa ngày 19 tháng 7 năm 2023, báo cáo với lại các đồng chí, buổi trưa này có 3 đồng chí lên đường thôi, nên mà phải tranh thủ chứ không thì mưa. Đấy, để chiều là mưa nên nhờ. Bây giờ chưa mưa là phải đi gửi ngay. Đầu tiên đây là chiếc âm ly Tojimi có model BA8000. Trân trọng gửi tới người thượng đế ở địa chỉ khu C0845 phường Dương Nội, quận Hà Đông, thủ đô Hà Nội. Đây là mã số của đơn hàng. Nhà cung cấp là Khang Audio 1861 Maxi. Trân trọng cảm ơn ngài. Còn đây là đài Sony siêu nét, trân trọng gửi tới bạn yêu ở địa chỉ 130 T5 xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Còn đây, địa chỉ tới số nhà 46 hẻm 828 Phú Giềng Đỏ, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Đang quay video lại có số điện thoại 99607. Sorry đồng chí, bây giờ tôi dừng video, nếu đồng chí còn gọi thì tôi sẽ nghe. Trân trọng cảm ơn, chào thân ái, xin chào.